Thưa quý vị và các bạn, thông qua địa chỉ của kênh VTC9, mới đây, ban biên tập chương trình có nhận được đơn thư của khán giả Đàm Văn Chính, sống tại đường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đơn thư phản ánh về việc một số cán bộ chủ chốt Ủy ban Nhân dân phường Xuân Canh đã sai phạm trong việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm tại ngách 19 ngõ 103 đường Phương Canh, tổ dân phố số 3, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, trên đất đường giao thông do chính quyền địa phương này quản lý. Cụ thể, các cán bộ này đã không đưa ra được giấy tờ cần thiết khi đến cưỡng chế phá dỡ tài sản người dân khi chưa có đủ căn cứ xử lý của cơ quan chức năng. Hoạt động thu giữ phá hủy tài sản của người dân không có biên bản kiểm kê, có dấu hiệu mập mờ khi đối tượng tiến hành cưỡng chế phá công trình vi phạm được thực hiện bởi các đối tượng bên ngoài, không phải là lực lượng chức năng của phường. Các hoạt động này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình thực hiện pháp luật cũng như tài sản của gia đình ông Đàm Văn Chính. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chính đã gửi đơn thư tố cáo đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay đã 9 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được kết quả. Thưa quý vị, nhiều người dân ở khu vực xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang phản ánh đến VTC9 về tình trạng tuyến đường đê tả sông Cầu qua địa bàn thôn Ngò Khổng trơn trượt, lầy lội, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo người dân địa phương, tuyến đường này xuống cấp từ lâu, do đoạn đường chỉ dài khoảng 200m, hàng ngày có mật độ người và phương tiện qua lại đông, đặc biệt là xe chở quá tải trọng. Mỗi khi qua lại tuyến đường này, người dân luôn phải bịt gần như kín mặt do lớp bụi dày đặc bủa vây. Ai cũng trong tình trạng đơm nớp lo sợ vì tai nạn giao thông có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bặm, rất nhiều ổ trâu, ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân cho biết nguyên nhân chính gây bụi là do xe quá tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông trên đường. Người dân nơi đây cũng thường xuyên phải sống trong môi trường bị ô nhiễm do bụi và tiếng ồn. Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, các hộ dân sống tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh phải gánh chịu nhiều hệ lụy và sống bất an do mỏ đá Quảng Đại gây ra. Dù người dân đã phản ánh nhiều lần đến chính quyền, nhưng các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra. Tuy vậy, thực trạng này vẫn đang không thể được giải quyết. Phóng viên VTC đã có mặt tại địa phương để làm rõ thực trạng nói trên. Do không được thông báo trước, nên mỗi khi mỏ đá Quảng Đại nổ mìn, khiến bà Nhung cũng như những người dân sống cạnh mỏ đá cảm thấy bất an, lo lắng. Theo phản ánh của người dân, hiện trên địa bàn có hàng chục ngôi nhà đã bị rạn nứt, hư hỏng do quá trình mỏ đá nổ mìn gây ra. Không biết cái số lượng mìn bao nhiêu, nhưng mà tiếng đồng là nói chúng có lúc ba đang bưng cái sông nước trên tay này là nó giật mình luôn. Rồi là ô nhiễm môi trường, có nghĩa là bóng bụi mỗi chiều mà sẽ chạy như thế này là toàn bộ bóng bụi là vùi lấp cửa nhà. Đã không ít lần, người dân lên khu vực mỏ đá để phản đối tình trạng nổ mìn và ô nhiễm môi trường. Thế nhưng chủ mỏ đá không những không hợp tác mà còn có thái độ đe dọa, phớt lờ ý kiến góp ý của bà con. Nguyện vọng thứ nhất là mỏ đá này phải đình chỉ vì hắn có liên quan đến nhiều cái vấn đề là tác hại. Cái thứ nhất là nếu như đánh hết cái đôi này là sẽ làm mất được, là dân không còn được. Cái thứ hai là ô nhiễm môi trường. Cái thứ ba là nứt này nha. Huyện sẽ tiếp tục là phối với các sở ngành là tăng cường kiểm tra thì công tác bảo vệ môi trường cũng như quá trình khai thác đá. Nếu trường hợp mà công ty tiếp tục vi phạm thì sẽ là kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đợt kiểm tra gần đây, đoàn thanh tra do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chủ trì đã xử phạt mỏ đá này 10 triệu đồng do khai thác ngoài phạm vi ranh giới mỏ, không đảm bảo môi trường và chưa xây dựng hệ thống mương thoát nước thải theo quy định. Thế nhưng, sau khi xử phạt, mỏ đá này vẫn hoạt động bình thường. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi luôn mong muốn nhận được những câu hỏi thắc mắc hay là những phản ánh từ quý vị khán giả. Mọi thông tin phản ánh quý vị có thể gửi về địa chỉ kênh VTC9 tại tầng 7 tòa nhà VTC23 Lạc Trung, Hà Nội. Quý vị cũng có thể gửi thông tin tới chương trình qua địa chỉ hòm thư VTC9 đường dây nóng a@vtc.gov.vn hoặc là bất cứ lúc nào quý vị có thể gọi đến đường dây nóng 090 1812 999.